Xin mời các bạn ăn lẩu ngựa khô Sapa nhá. Người ta bảo ấy là buổi tối cuối tuần ở Sapa, nếu mà đưa người thương đi đến chợ tình thì là sẽ có nhau mãi mãi ấy. Ai bảo thế? Anh bảo thế, chỉ cần em có tin anh là được rồi. Tối nay đưa em đi đến chợ tình nhá. Lại tin anh nhá à? Đi. Thì đi cùng anh nhá. Thì em đã theo anh lên đây rồi, không đi cùng anh chở em đi với người khác. Chợ tình Sapa khi xưa diễn ra ở một cái bãi đất trống ngay trước phiên chợ đầu năm. Gọi là chợ thôi nhưng mà chẳng bao giờ có cái buôn bán gì cả. Chỉ đơn giản là một cái dịp mà các nam thanh nữ tú tụ họp tham gia nhảy múa hát hò vui vẻ sau cái phiên chợ xuân. Mà ngày xưa ấy thì chợ tình Sapa chỉ diễn ra một năm có một lần, nên là rất là khó cho du khách du lịch được có cơ hội tham gia trải nghiệm. Nhưng bây giờ vào ở đây thì khác. Em thích ngồi ở trên tầng 1 hay tầng 2? Hay là chỗ nào lãng mạn hơn thì ngồi nhá. Trong tim anh ấy. Một lần được gặp em, mỗi ngày được đi cùng em thì đó chính là một ngày xuân mà. Ôi Nhàn ơi, em đẹp quá, I love you. Trước thì chợ tình hay họp ở quảng trường nhà thờ đá Sapa, nhưng bây giờ thì khác rồi nhá. Hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn một cái chợ tình ở ngay trên phố Nguyễn Chỉ Sơn ở tại thị xã Sapa nhá. Đây là một nhà hàng chuyên về thắng cố, gà bản, lợn mẹt, cá tầm, cá hồi và vô vàn các loại đồ ăn núi rừng Tây Bắc khác. Tối nay chúng tôi lại chọn món về ngựa để cùng chia sẻ yêu thương giữa không gian lãng mạn lạnh giá của núi rừng. Đây là món lẩu ngựa khô, đúng nói thật với các bạn, đây là lần đầu tiên tôi ăn cái món này. Nó có hơi phần vị giống với cách chế biến đồ ăn của Trung Quốc, ăn rất là lạ luôn. Ngựa cháy tiêu xanh cũng là một món rất ghi điểm của cái nhà hàng này. Vị thịt ngựa hòa quyện cùng vị cay cay tê tê ở tiêu xanh, vị bùi thơm của tỏi đã khiến cái món ngựa cháy tiêu xanh ghi điểm tuyệt đối luôn. Gà ủ bí đỏ cũng là một món rất cầu kỳ và đặc biệt nổi tiếng của Sapa nhá. Nó có cái vị ngọt thanh của nước dừa, bí đỏ thì mềm ngọt, thịt gà thì dai dai, cái món này mà ăn với cơm thì hết ý. Miến xào cá tầm ở đây cũng là một cái món must try đáng để thử. Này các bạn của tôi có biết không? Cái điều ấm áp nhất trên đời này là tình yêu, và thứ ấm áp nhất trên bàn ăn chính là lẩu. Quanh cái nồi lẩu ấy thì tình yêu trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Vừa ngồi ăn lẩu vừa ngắm trai gái người Mông nhảy múa trao duyên. Ôi ăn rau, ôi ăn rau Sapa chỉ là rau thôi mà trong cái không gian này nó lại ngon đến như thế. À mà để tránh đêm về đó thì các bạn có thể làm thêm một bát phở chan nước thắng cố cho ấm bụng nhá. Hãy đến với chợ tình của Sapa. Dù bạn của tôi đang là người phải chịu cô đơn hay là bạn của tôi đã có người yêu rồi, thì mọi cảm xúc của bạn sẽ được êm ái nhất ngay khi cái nồi lẩu ở đây nó vừa sôi. Ê này, lẩu ngựa ở đây ngon và tình cảm lắm. Hãy đến với chợ tình quán của Sapa nhé.